Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt với lứa tuổi học sinh, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội đã siết chặt việc kiểm tra đột xuất tại các bến khách ngang sông, nhắc nhở hướng dẫn các em học sinh những kỹ năng sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm. Mặc dù hệ thống giao thông đường bộ đã được phát triển phục vụ việc đi lại của nhân dân, tuy nhiên ở một xã đảo trên địa bàn Hà Nội, người dân vẫn phải đi đò, phà để ra ngoài. Bến phà Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội, cầu nối huyết mạch kết nối xã đảo Minh Châu với trung tâm huyện Ba Vì. Hàng ngày ở đây có khoảng 300 học sinh qua lại mỗi ngày, do đó chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những hiểm họa trực chờ. Đội cảnh sát đường thủy số 1 quản lý tuyến địa bàn, trong đó có kiểm tra giám sát có 7 bến khách ngang sông trên tuyến địa bàn. Hầu hết các bến khách ngang sông đều có giấy phép hoạt động và đầy đủ các trang thiết bị an toàn. Đối với các cháu học sinh tham gia giao thông trên đường thủy, nhất là tại các bến khách ngang sông, thì chúng tôi thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở cũng như là đề nghị chủ bến cũng như là các cháu học sinh tham gia giao thông là mặc áo phao, sử dụng dụng cụ lội cũng như là dụng cụ cứu sinh để đảm bảo an toàn giao thông. Công tác siết chặt kiểm tra, nhắc nhở xử lý vi phạm đóng vai trò quan trọng, tạo tính răn đe, giúp các chủ đò, phà chấp hành những quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa, đồng thời nâng cao sự tự giác chấp hành ở mỗi người dân. Không chỉ bản thân em mà cả các công tác ở chính quyền của xã, địa phương thì cũng đang luôn hướng dẫn các em khi lên đò phải mặc áo phao, xếp gọn xe và ngồi không được lên những lan can này, rất là gây nguy hiểm ạ. Đây cũng khá là một cái việc khó khăn đối với học sinh xã đảo Minh Châu nói riêng ạ. Và bản thân các thầy cô giáo khi sang sông thì cũng rất là vất vả. Buổi đầu tiên là còn bỡ ngỡ, còn khi mà các cháu đã vào cái guồng rồi các cháu quen thì là lên là các cháu sẽ tự động lấy được áo phao các cháu mặc này và ngồi ổn định chỗ để phà di chuyển. Hà Nội hiện có gần 100 bến thủy nội địa, vậy nên công tác siết chặt kiểm tra, tuyên truyền, bảo đảm an toàn đối với các bến khách ngang sông cần được chú trọng hơn nữa, đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh khi các em chưa thực sự trang bị đủ kỹ năng, kiến thức, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy.